xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Moni TV nha. Mình là Mon và mình là một người rất thích đi khám phá và trải nghiệm du lịch. Hôm nay Mon sẽ chia sẻ với các bạn về những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi chơi mùa hè vừa qua của Mon nha. Trong vlog lần này, Mon sẽ giới thiệu một địa điểm du lịch gần sát bên Sài Gòn và chỉ mất tầm khoảng 3 tiếng chạy xe thôi. Và không để mọi người đợi lâu nữa, trong video lần này thì Mon sẽ dẫn mọi người cùng đi đến với thành phố biển Vũng Tàu nhé. Bên cạnh đó thì Mon sẽ review tất tần tật những gì mà Mon đã được trải nghiệm và mời các bạn cùng theo chân Mon nha. Let's go! Trong chuyến đi chơi lần này thì gia đình mình bắt đầu khởi hành từ lúc 9 giờ sáng nè. Và sau đó thì gia đình mình dừng chân chút xíu để mua một ít đồ ăn nè, ví dụ như là bánh bao nè, để mà ăn sáng nha mọi người. Đó sếp ơi, chuyến đi này là bạn này dạ xin ạ. Sếp ạ. Em 500. Camera đó chị. Dạ. Em muốn chịu trời. Cảm ơn dạ, cảm ơn chị. Sau tầm khoảng 2 tiếng lái xe thì mình đến với địa phận Long Hải, Phước Hải nha mọi người. Thì mình có ghé qua nhà một người quen á, để mà lấy xe máy tiếp tục đi tới Phước Hải để review một chút xíu cho mọi người cùng xem nha. Đó, giờ là mình đi cái này gọi là đúng nghĩa đi phượt luôn á. Đi xe hơi từ dưới Sài Gòn lên mà đi từ đây ra chỗ đèo nó ngọt là đi phượt xe máy nha. Ủa là bao nhiêu cây? Chở luôn là lạc luôn. Đi luôn. Chở là lạc luôn, đi luôn. Tới Đà Lạt luôn. Ấy mà công nhận cái thời tiết này giống Đà Lạt quá ha. Dễ chịu mà nó mát mát. Trời à. Hôm để đi chơi. Đúng rồi, để chiêu chiêu được đó. Đấy, người dân trong đây là biết đường trong đây chứ không là đi ngoài kia đúng không anh? Để hai mọi quay. Bồi phố. Nhiều quá mà đẹp. Chiều xuống mới đẹp đúng không? Giờ này ok không? Giờ này cũng được. Hình như cái khúc đó là chiều là hoàng hôn đúng không? Mặt ở trên mặt núi còn dưới là mặt biển. Ừ. Ồ. Đã vậy hả? Biển luôn. Trời ơi, đã bay. Đi sơn tinh chỉ tinh. Đi sơn tinh chỉ tinh hả? Cái đó là nhà mẫu đọc quá. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ ngọt đi, vô đây mà. Chỉ có ăn cá mực gì không? Ngọt em ra. Không, Giang nữ chơi. Đó đi, bán cá mực mà. Đó, mọi người đây là cái đèo nước ngọt này nha. Phải kiên xe lên lại. Hôm nay trời mát dịu lắm. Bên kia trời dễ luôn, bên kia xuống biển luôn. Còn em thấy không chịu á, chỗ cái bãi đá này nước nó rút nó mới đẹp. Ở đây có hào không? Có, vậy là luôn. Qua luôn sao chị hào nói vậy? Đục hào bãi này nè. Không có tới được mình đâu. Không tới được mình nè. Ở tới đây là. Người ta nó giảm đi lên xe lên rồi đi. Đó, đây là cái gì, đèo nước ngọt nè. Dưới đây có bãi đá. Hôm nay sóng hơi mạnh nha. Ừ, ơi, cái đằng kia có con cua trên đá nè mọi người. Thấy có cua bự quá kìa. Nhiều quá à. Và theo như là mình tìm hiểu á, thì tại sao ở đây á, người ta được gọi là đèo nước ngọt á mọi người, là do hồi trước ở đây á, là có một cái giếng nước á. Thì cái giếng nước đó là chỉ sâu khoảng hình như là khoảng 1 mét thôi, nhưng mà hình như nước ngọt ở trong cái giếng đó là không bao giờ cạn hay sao á. Theo như là mình tìm hiểu là như vậy nha mọi người. Cho nên là khi mà đến cái đèo này á, thì người dân đặt cho tên là đèo nước ngọt. Đèo nước ngọt là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam, nằm trên địa bàn xã Phước Hải, này, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nơi đây được ví như là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với sự kết hợp hài hòa giữa núi non hùng vĩ này và biển xanh thơ mộng. Để đi đến đèo nước ngọt từ thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể di chuyển đến bằng xe máy hoặc là ô tô dọc theo cái cung đường ven biển của quốc lộ 51A nè. Và quãng đường di chuyển là khoảng 100 km và các bạn mất khoảng 2 đến 3 tiếng chạy xe nha. Đây là khu di tích hả? Khu di tích Mộ Cô. Ê, nhưng mà không để dấu nghe. Nghe sang ha, Mộ Cô Coffee nè. Ở đây có cái quán cà phê Mộ Cô. Đẹp quá ha, làm lại đẹp hết ha. Cái này gọi là du lịch linh. Ở trên đây là nơi tôn nhiên rồi mà cô nằm trên đó. Dọc xung quanh đó là có mấy cái bãi tắm đúng không? Mình hồi nãy chạy ngang qua có mấy bãi tắm được.
cũng là dinh, cái dinh của bảo dinh cô luôn á hả? Dinh cô bảo. Mấy người đi bộ như gửi xe ngoài họ đi bộ vô đó nè. À, này ở đây là có bãi tắm này, mọi người đến Phú Hải là kiếm mấy cái bãi này này ra tắm đúng không? Hình như bãi khúc dưới là đá không rồi. Ờ. À. Hỏi cái resort nó lớn quá ta. Chưa thấy xong. Chưa thấy xong hả? Ờ đúng rồi. Dự kiến là xây xong thì cũng đông khách du lịch đó ha. Jam resort. Wow, đẹp quá. Nhưng mà cái khu vực này là cái bãi tắm của Phước Hải đúng không? Ngoài đó. Bãi tắm của Long Hải lên Hải à. Đây là cái resort. À. Đây là bãi tắm của Long Hải nè, dinh cô. Như dọc đó là có mấy cái quán ăn đồ này kia nữa. Đúng không? À, dinh cô, đúng không? À, Long Hải dinh cô 298. Chị mà có xuống là chị ăn trong quán, chứ đừng có ăn ở gần ngoài nó lề đường. À. Gần ngoài lề đường nó không có ăn. À. Vậy là mình xuống đây là mình ăn trong mấy cái nhà hàng đồ này kia đúng không? Còn mà bán dọc dọc đường là nó dơ hết, đồ không có sạch hả? Hôm nay biển động đó Ngọc. Biển động mình thấy ta đi đông quá kìa chị. Không, ý là sóng nó dập á. Chắc chiều đỏ không? À. Mà thấy ta tắm cũng dữ. Ừ. Thấy vui ha. Ừ. Sơm ghê. Ngày giỡn phải ở đây ta đi đông hơn ghê. À. Chứ mình tưởng là vắng hả? Đúng rồi. Hôm nay cũng chủ nhật á nên về Sài Gòn bớt rồi nó vắng. Ê, wow cái thuyền kìa. Ở đây là di tích lịch sử văn hóa Vinh Cô rồi. Đông á, hôm nay đông. Hồi trước là em đi bên Phước Hải chưa có xuống dưới này. À, em có đi Vinh Cô này, em biết Vinh Cô. Ừ. Cái ngày lễ người ta hát múa này kia. Phải không? Đông lắm, có. Ở đấy em có đi hồi nhỏ. À. Nhưng mà đi hướng này thì em mới nhớ, còn đi cái hướng này kia thì em không biết. Vinh Cô nổi tiếng mà. Ừ, Palace Long Hải à. Nhìn đẹp ha, nhìn cái mấy nhà này kia nhìn chưa. Và sau khi dạo chơi ở Long Hải, Phước Hải xong rồi á, thì cũng đã đến giờ trưa rồi mọi người. Thì gia đình mình á, là chọn một cái quán đó là cơm niêu cây chùm ruột để mà ăn trưa nha. Cái nhà bạn ở bên tàu á. Ở đây là có món mặn, cá, tôm, riêng thịt. Thì cái nuôi tôm nha, không làm gì bánh cho ăn pizza rồi ăn. Mấy tô lớn nha. Thì có cả món xào, món luộc, món canh, trị giá đây tầm khoảng 100 mấy. 100 mấy đến 220. Đây thì có món chiên nè, chả cá chiên, chiên nữa. Đây có rau xào, bông thiên lý xào tỏi. Đây có giá nước phong đầy đủ nha mọi người, đem biết đầy đủ nha. Khai có cơm chiên trứng, cơm chiên tỏi, cơm chiên tỏi. Là buổi trưa có vậy không? Còn ở đây sẽ có heo, mè, bò. Bò nhúng mè, bò ướt lắc, nhúng mẻ. À, bò nhúng mẻ, không thấy. Thì có gà, hết. Có cơm, mì. Có hải sản như là tôm, cua, mực. Có ốc. Có càng cứng nữa ta. Càng cứng, ủa? Hầu càng cứng, hầu cá chanh. Ủa, một bàn 6 người thì có nhiêu nè. Vậy có nhiêu nhiêu đến 2 chị chứ sao không thì mình ăn cơm chiên. Ở đây là có rất là nhiều món nha mọi người. Đây có lẩu nè, lẩu Thái. Vậy một dĩa cơm chiên là 450. Lẩu cá dứa 400. Lẩu thì giá tầm 400 một nồi lẩu nè. Ở đây là sẽ có nếu như ăn vặt hết ta, bò chế tỏi, ba chỉ tắm không? Cho mình biết ba chỉ. Đây có bún tỏi. Tỏi xà lách. Nước uống. Bia và nước giải khát. Và theo như quan điểm đánh giá cá nhân của mình thì mình thấy các món ăn ở đây á, là chế biến những cái nguyên liệu khá là tươi ngon luôn nè.
Gia đình mình thì ở đây là có gọi món canh chua tôm nè. Thì cái vị món canh chua này khá là ngon nha mọi người. Vừa ăn luôn vị rất là vô cùng đậm đà, và bên cạnh đó là tôm rất là tươi luôn nha mọi người. Và ngoài ra thì ở đây có món thịt heo kho tộ. Thì theo như mình thấy là thịt heo được tẩm ướp gia vị khá là đậm đà nè. Rồi ok. Bạn cho cảm nhận gì cái món này vậy? Món này đậu hũ chiên nước mắm. Thì với một cái kết cấu là bên ngoài là giòn, thơm bơ, đặc biệt là có đậm nhất là cái mùi nước mắm. Bên trong là một lớp đậu hũ thơm mềm béo, tạo cho mình một cái cảm giác rất là hòa quyện giữa cái lớp vỏ và lớp bên trong. Khi cái cảm giác ăn của mình nó rất là thú vị nha các bạn. Đâu rồi, mình ăn thử mình. Mình ăn thử cho mấy bạn coi nha. Ok. Đây nè, một cái miếng nào thấm đẫm như nè. Đó, mình gấp thêm miếng hành mình bỏ lên nữa. Đó, tại mình thích ăn nhiều hành. Đó. Nó nóng không ạ? Nóng á. Nóng lắm nha mấy bạn. Ví dụ á, mình ăn cái này đó mình phải dễ ra trước. Thôi mình không được, mình phỏng á. Nó rất là nóng luôn. Mình ăn một miếng nữa. Gia đình mình nó ăn là tầm khoảng 8 đến 9 món thì cho 6 người là khoảng 822.000. Và theo như quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy giá cả ở đây khá là hợp lý và phù hợp với chất lượng của đồ ăn luôn nha mọi người. Và tầm khoảng 2 giờ chiều thì gia đình mình đến với Palm Villa để check in vào villa nha mọi người. Và mình sẽ review một chút xíu về cái villa này cho mọi người cùng xem nha. Còn cái ngoài phòng khách mọi người là sẽ có một cái bàn bida, có cả ghế massage ở đây đó, rồi có hai ghế sofa. Đó, đây là sẽ là có hai phòng ở trên và phòng này là phòng thứ nhất. Ở trong đây có cái nhà vệ sinh này mọi người, có cái bồn tắm, đây có cái kính nhìn ra ngoài luôn, cũng sạch sẽ ha. Đây sẽ có một cái giường size lớn nè mọi người. Trời ơi, đây tắm nha, mở kiến ra mà nhìn thẳng ra biển luôn, kiểu chill dã man. Đây sẽ có một cái tivi nữa. Và sẽ có một cái tủ đồ ở đây. Nếu như mà nhà mình đi nhiều người thì sẽ có cái nệm thêm này để mình trải ra. Và có Open the door. Wow, trời ơi, quá đẹp kìa trời. Đây sẽ có một cái phòng ở trên này, master bedroom ở đây. Cái toilet ở đây. Bồn tắm nằm ngoài, trời, bồn tắm chill ghê. Không, bồn tắm đứng ở đây. Ở đây sẽ có cái màn đó mọi người, có cái màn che lại nha. Còn ở đây sẽ có hai cái bồn rửa mặt. Có một cái giường. Ê, cái phòng này góc đẹp, đẹp dễ mang luôn. Cái khu vực phía dưới này là sẽ có khu vực bếp nè mọi người. Đó, khu vực bếp xong rồi sẽ nhìn ra ngoài biển. Ở đây sẽ có một cái bàn ăn rồi đó, nhìn qua hồ bơi. Thì một cái căn villa này là có 6 phòng, 7 giường nha mọi người. Đó, ở đây là sẽ có một cái phòng nữa, nhìn ra view hồ bơi với lại view biển ngoài kia. Ở trong này sẽ có cái toilet, có cái restroom trong này. Có bồn tắm đứng. Và đối diện này sẽ có một cái phòng nhỏ nữa. Phòng nhỏ cho hai người ở đây. Cũng khá là sạch sẽ ha. Đây là sẽ có cái bộ sofa, tivi và có cả cái wifi để tối hát karaoke rồi các kiểu. Đây sẽ có máy lạnh nữa mọi người. Ở dưới cái khu đây á, thì sẽ có một cái hồ bơi, giống như hồ bơi vô cực nhìn ra ngoài á mọi người có thấy không ta? Đó. Hôm nay biển thì hơi sóng động chút xíu. Thì ở bên cái khu vực bên này là sẽ là khu vực nhà bếp ở phía dưới. Đây
đó thì cái cổng ra vào của mình đó là sẽ ở trên. Ở trên là sẽ có hai phòng rồi nha mọi người, hai phòng nãy mình quay cho mọi người xem rồi. Và sau đó sẽ có một cái đường hông xuống dưới đây. Đó, dưới đây là sẽ có một cái bàn nè, còn có cái barbecue ngoài kia, có một cái xích đu ngay đây, có hai phòng bên này nữa. Rồi có mà ra đây chill lắm mọi người. Ở bên này là sẽ có một cái phòng của mọi người. Wow. Đó, bên này sẽ có cái phòng, sẽ có cái giường lớn mọi người, giường king size. Xong sẽ có cái tủ ở đây. Vẫn sẽ có cái nệm theo, tại vì thường villa là sẽ thuê theo kiểu gia đình đó, là sẽ rất là nhiều người. Thì hôm nay gia đình mình đi cũng mười mấy chục người á, nên là họ để sẵn những cái nệm đó cho mình. Ở đây sẽ có toilet nha. Và cái phòng này là sẽ nhìn ra được biển nè, xong rồi hồ bơi luôn. Mình thấy khá là ok nha. Họ làm cái đèn trần với quạt trần đây cũng dễ thương lắm mọi người. Và cái phòng này là sẽ có hai giường nha mọi người, là kiểu ở tập thể mọi người á. Đây sẽ có cái gương lớn nữa, có máy lạnh, có mọi đèn chùm dễ thương quá. Trong này vẫn sẽ có một cái toilet nữa, cũng khá là sạch sẽ ha. Và bây giờ là mình sẽ tiếp tục đi quay review qua thành phố Vũng Tàu có gì, hoặc là những cái hoạt động mà mình sẽ ở trong cái villa này, mình sẽ quay và review cho các bạn cùng xem nha mọi người. Và mọi người đợi một chút xíu nha. Quá trời, tưởng đâu là bà bận đồ bình thường chứ. Bà đi tắm hồ bơi mà mình tưởng đâu là bà đi lặn không à. Ủa dân chi kiệm rồi đó. Đến bên kia luôn. Rồi vô thử coi nè. Và buổi tối đầu tiên tại Vũng Tàu thì gia đình mình đó là tụ họp lại để nấu ăn chung với nhau nè. Thì sẽ có một cái bàn tiệc ở ngoài trời như vậy, thấy rất là chill và rất là mát luôn nha mọi người. Mọi người trong gia đình đó, tất cả thành viên quay quần với nhau đó, thì buổi tối đêm nay khá là vui luôn. Cho nên là gia đình mình quyết định là sẽ ăn ở nhà thay vì đi ăn ở nhà hàng ở ngoài nha mọi người. Sau khi ăn đêm tại gia xong thì gia đình mình buổi tối là sẽ đi dạo một vòng thành phố Vũng Tàu nha mọi người. Thì hiện tại là tầm khoảng 10 giờ đêm á, thì mọi người có thấy là hai bên dọc đường á, là vẫn còn rất là đông người và những hàng quán rất là tấp nập và đông đúc luôn. Khi màn đêm buông xuống thì thành phố biển Vũng Tàu này khoác lên mình một bộ áo mới đầy quyến rũ và huyền ảo. Dọc bờ biển Vũng Tàu, những ánh đèn lấp lánh từ các nhà hàng nè, các quán ăn dạo nè, quán bar, khách sạn và khu vui chơi giải trí tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ. Hoặc là các bạn có thể dạo bước trên bờ cát mịn nè, tận hưởng làn gió mát và ngắm nhìn cảnh biển lung linh về đêm luôn nha. Vũng Tàu là thiên đường ẩm thực với vô số món ăn, từ hải sản tươi sống đến các món ăn đường phố bình dân. Các bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon tại các nhà hàng ven biển nè, hoặc là tham gia các khu chợ đêm sôi động để khám phá ẩm thực địa phương luôn nha. Tại là bây giờ cũng là 10 giờ đêm đó mọi người, nhưng mà ở đây vẫn rất là đông người luôn. Ở đây như hầu như là khách du lịch này kia. Rồi ngồi xuống ăn cơm đi chị. Làm miếng chị. Chị làm miếng chị. Chị chị. Muốn 10.000. Rồi đâu ăn thử rồi đâu. Muốn 10.000 chị. Không chị ăn trước đi. Rồi ngon chị. Muốn muốn. Chết coi. I say muốn, you say me. Muốn me. Muốn me. Bây giờ là gia đình mình là sẽ đi xuống dưới đây để mà
hầm dao cách cảm á, ăn cái đậu hũ với lại mấy cái xiên bẩn như này, cá viên chiên rồi này kia thì giá trẻ hay gọi là xiên bẩn. Hôm nay nước rút ra xa lắm luôn á. Nước rút ra xa. Hôm nay trăng cũng sáng rồi mọi người. Trời ơi. Thiệt là tội nghiệp. Nhỏ nào đào vậy? Nhỏ nào mày vậy? Ê. Ở mọi người ở đằng xa xa là có mấy cái chỗ ngồi này là người ta ăn đậu hũ nước đường, rồi có mấy cái cá viên chiên, rồi mấy cái xiên que rồi này kia. Mọi người hôm nay biển tốt ở ngoài kia rồi, hôm nay biển xa lắm. Còn bên phía đây là cái giống như thành phố Vũng Tàu. Mọi người là mình sẽ order cái đậu hũ nóng, đậu nóng chân châu xe đồ này. Mấy ly đậu hũ kia, mấy ly. Đây sẽ có ghế ngồi luôn mọi người. Ủa nhật uống đá luôn hả? Ở đây một ly đậu hũ chân châu đúng không? Đậu hũ nước đường chân châu là giá tầm khoảng 20.000 một ly nha mọi người. Vậy đây là hạt đác nhà làm 3 tiếng đồng hồ. Của em. Đó hồi nãy là mình mua 6 ly với lại anh trai này uống gì lông bia ở bên Sài Gòn hả? Đây, còn đây là hạt đác nhà làm. Đó, mỗi ngày đây. Ồ, hả? Đó, có tối ngồi đây mà với mọi người vui ha. Đậu hũ bé bé ngọt ngọt chút xíu. Nói chung là cũng ok. Nếu mà mọi người ra đây với gia đình hoặc là bạn bè ngồi đây ăn đậu hũ thì cũng là chiêu dữ lắm á, cũng thích lắm. Đúng không nhỉ? Dạ. Dạ, đó. Một ngày sáng thứ hai ở Vũng Tàu, gia đình mình bắt đầu dậy sớm nè và chuẩn bị tham quan những địa điểm ở Vũng Tàu và để review cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ là buổi sáng ngày thứ hai Vũng Tàu thì mình đi đâu nè chú sĩ? Mũi Nghinh Phong nha mấy bạn. Mũi Nghinh Phong đúng không? Rồi sau đó mình sẽ đi đâu nữa? Xong rồi mình đi thẳng lên ngọn hải đăng nha mấy bạn. Ok luôn. Buổi sáng ngày thứ hai là tụi mình sẽ đi thuê xe máy. Sau đó là sẽ đi vòng Vũng Tàu đi tham quan. Thì giá một chiếc xe máy này là khoảng 150 một ngày. Thì hôm nay mình thuê thì là sáng ngày hôm sau trả. Hôm nay trời cũng dịu dịu ha. Nên thích hợp đi chơi là không có bị nắng gắt ha. Ôi trên kia có cái hàng, có cái hàng chui vô. Sáng sớm mà đi Vũng Tàu với cái thời tiết này là perfect luôn. Dọc hai bên đường này là bên phải này là có những cái quán ăn á. Rồi có những cái quán cà phê bia ngoài qua biển ở ngoài kia luôn mọi người. Đây có cái quán là siêu dạng sâm nè, Oasis nè. Nó ngoài kia là biển. Thường là mấy quán cà phê đó là hot lắm. Dọc trên cái đường Trần Phú này là bên phía trong là sẽ có những cái nhà hàng nè mọi người, nhà hàng rồi khách sạn, cà phê. Ở bên kia là có một cái quán hủ cái một ông già khá là nổi tiếng luôn, bự lắm mọi người, nhìn từ xa thì có tưởng là quán hoa cà phê không à. Cái quán suối bên biển nè là một cái quán đang hot dạo gần đây mọi người, mới mở luôn. Cái này dạt nhà ga để mà đi lên cái khu du lịch Hồ Mây. Nay trời không có được nắng lắm mọi người, nhưng mà được cái là cái thời tiết, cái không khí nó mát mẻ. Ở trên kia là Bạch Dinh đó mọi người, khu di tích lịch sử đó, Bạch Dinh đó. Thì là mình đang đi cái khu vực gọi là bãi trước, cái trung tâm bãi trước mọi người. Bên này có cây công viên
Tối lên đèn đẹp lắm. Vũng Tàu sáng ngày thứ hai thì mình đi từ thứ nhật, thứ hai, thứ ba, thì hôm nay là ngày thứ hai, đường cũng khá là vắng, mọi người ít khách du lịch hơn. Và cuối cùng ở bên kia có mấy cái tàu về ở ngoài kia đang neo đậu ngoài đó. Đi cái mùa này á, hơn chợt lý là hôm nay không có mưa, mát mẻ lắm. Đây là buổi tối là mấy cái quán cà phê lên đèn rồi nhạc rồi này kia cũng hay với đẹp lắm mọi người. Quán cà phê này xinh lắm nè, Santorini, nhìn cái màu dịu của mắt kia á. Chùa Hải Vân. Nhà nghỉ nhà khách này là lâu đời lắm rồi mọi người. Khúc biển ngoài đây đẹp lắm. Đây có cái mũi biển ve ra ngoài kia. Hello. Ôi à, gia đình mình chịu hello. Wow, cái sóng lớn mọi người. Này thấy sóng lớn. Hello em gái. Hello chị. Mình không rồi đó mọi người, giờ là mình sẽ đi vào. À, sáng sớm thì xuống đông kia mọi người ra kênh chụp. Ui, đường này khó chạy với mấy bạn nữ mà xe hơi yếu cũng không có nên chạy đây đâu, để gửi xe đi. Có baby chạy được con kìa, view rồi. Quá đẹp quá. Hiện tại thì là mình đã đến Mũi Nghinh Phong rồi mọi người, ở đây buổi sáng sớm cũng rất là đông luôn. Thì mình đi tầm khoảng 6 giờ. Ở đây cũng 6 rưỡi 7 giờ rồi thì khá là đông mọi người. Giờ mình sẽ đi bộ lên trên kia rồi quay cho mọi người xem trên đó có gì nha. Vừa leo lên tới đây là có những cái quán cà phê, họ sẽ xếp ghế cho mình ngồi. Wow, ngồi đây ngắm cái biển, cái view kìa, đã ghê mọi người. Mình sẽ đi ngọn Hải Đăng, mình sẽ đi lên đường này nha mọi người. Yes.
kẹt xe. Đi lên cái ngọn Hải Đăng nó đẹp ghê ha. Ở đây thời tiết cũng mát, mà lên đây với đây cái kiểu mà lạnh lạnh giống Đà Lạt kia á. Ừ, wow. Đúng rồi. Lên cao á kiểu nó mát mát ghê á. Phải gửi xe không ta, Bill? Không cần đâu, đi lên. Lên Hải Đăng. Đi lên, 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 lên coi chừng xe, Bill. Tới rồi. Ở đây xe du lịch nhiều lắm. Ở dưới nhìn thấy bán ha, lên xe, lên đây xe du lịch quá trời luôn. Quá trời đẹp luôn. Ừ. Ui, hết hồn luôn. Quá đẹp quá đẹp vô. Đây có đi lên đây là sẽ có cái điểm xe luôn nha mọi người, chạy thẳng lên đây luôn. Rồi sao giúp cho mát mát đậu Bill. Đây. Ok. Thời mình tới rồi. Tới rồi. Chắc mình kết thúc chuyến đi tại đây luôn nha mọi người. Wow, đây rất là đẹp luôn. Nhìn từ ở trên cái ngọn Hải Đăng nè, đi nhìn xuống thấy cả thành phố Vũng Tàu luôn mọi người. Ở ngoài kia là biển. Đây là tượng Chúa giang tay ngoài kia. Còn Hải Đăng. Quá trời. Thường là người ta sẽ lên đây ta chụp hình. Mọi người lên đây đông lắm. Tôi phải cho bà ngủ. Cho bà ngủ bất tỉnh. Wow, mát quá.
đứng ngay mấy cái chỗ mà có bóng râm nó mát cực kỳ. Lạnh bụng lắm luôn rồi đó. Thối lượng. Vanda luôn. Và địa điểm tiếp theo đó là một nơi mình không thể bỏ qua luôn, đó là mình sẽ ghé đến tiệm Cô Tiên và ăn trứng lòng đào và da ua nè. Thì quán này cũng gần ngọn Hải Đăng thôi mọi người, thì nếu mà từ trong ngọn Hải Đăng đi ra ngoài đây á, thì chạy xe tầm mất khoảng 2-3 phút thôi. Và giá cho một quả trứng lòng đào đó là 7.000 một quả nha mọi người, và một hũ da ua là 10.000. 7 trứng với 10 hũ da ua. Cầm tay thôi ta. Đúng chị không chùm. Đúng rồi, thấy mà có chùm rõ ràng luôn, không có lấy chùm. Ờ, như có chùm mình không lấy cái gì. Ngon ngon. Ngon hả? Ừ. Cướp mấy chùm. Này là vừa luôn, không có kiểu không có bị quá ngọt. Dùm luôn, cướp luôn. Ờ, có cái vị chua chua. Mà nói chung là rất là vừa ăn nha mọi người. Cái chất rất là... Cái chất kiểu dẻo dẻo nè. Ok. Cái đó sao? Trời ơi. Bàn chạy, bàn chạy. Quá đỉnh. Chạy tùm lum. Sau khi ăn trứng lòng đà và dưa ua xong thì bọn mình về nhà nghỉ ngơi một chút xíu. Và chiều thì tầm khoảng 3 giờ là tụi mình sẽ đi Bạch Dinh nha. Có gì lý do để tiếc mà tụi mình không có tiếp tục cái tour và đi xe máy này. Chúng ta là đi xe hơi nha. Chẳng dễ sợ. Do thời tiết thôi nha mọi người, chứ không phải là mình muốn như vậy đâu. Đúng rồi, đi xe máy vui hơn. Hiện tại thì là mình đang đi Bạch Dinh nha mọi người. Thì chiều nay á là hơi mưa, mưa hơi nhiều. Cho nên là mình đợi hết mưa á, thì mình mới đi quay được. Thì tiền vé ở đây á là khoảng 15.000 cho một người á. Còn xe hơi á, thì sẽ có một cái bãi đậu xe ngay trên này luôn mọi người. Thì hình như là cũng 15.000 một chiếc luôn. Nếu như bạn nào mà gia đình đi xe hơi á, thì chạy thẳng vào trong Bạch Dinh luôn. Phải có chỗ đậu xe luôn nha mọi người. Hả? Còn cái con đường mà đi lên Bạch Dinh nè mọi người có thấy em kiểu giống như vừa mưa xong nè, cái không khí nó còn lạnh lạnh nè, hai bên hai cây cối rồi cái đường đi lên dốc vậy nhìn giống Đà Lạt lắm luôn á. Cái này chắc giống như là tín hiệu vũ trụ để mà xong cái chuyến này là mình sẽ đi Đà Lạt. Ở đây chụp hình là perfect luôn mọi người ơi. Và mình xin nói một chút xíu về thông tin của Bạch Dinh nha mọi người. Bạch Dinh là một công trình kiến trúc độc đáo và mang đậm dấu ấn lịch sử, và là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi mà các bạn đi du lịch đến Vũng Tàu nè. Bạch Dinh được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 với kiến trúc pha trộn giữa phong cách Pháp và Hy Lạp cổ đại. Thì toàn bộ công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép với những đường nét hoa văn tinh xảo và màu trắng nổi bật trên nền xanh của biển cả và cả núi đồi nè. Giá trị lịch sử của Bạch Dinh thì nơi đây từng là nơi nghỉ dưỡng của các vị tổng thống Pháp và các quan chức cao cấp trong thời kỳ thuộc địa. Sau năm 1975 thì Bạch Dinh được trùng tu và trở thành một địa điểm du lịch mang giá trị lịch sử rất là hấp dẫn luôn nha. Bạch Dinh được nằm trên đỉnh núi lớn nè và mang đến cho du khách một tầm nhìn bao quát toàn bộ thành phố Vũng Tàu và ngay cả biển luôn. Thì xung quanh Bạch Dinh là một khu vườn rộng lớn với nhiều loại cây xanh nè, tạo cảm giác rất là thư thái và bình yên. Còn bên trong Bạch Dinh có một bảo tàng trưng bày các hiện vật, hình ảnh liên quan đến lịch sử của công trình này. Và mời các bạn cùng tham quan Bạch Dinh chút xíu với Mon nha. Còn cái khu vực bên này á mọi người là cái khu vực làm việc. Wow, ở đây toàn những đồ cổ không mọi người. Thì
Thì trong cái phòng khách đó mọi người là sẽ có cái phòng ngủ gia tộc ở đây. Này, có một cái giường lớn ở đây mọi người. Cái phong cách ở đây là theo thời Pháp thời xưa á. Đây có bảng là Hoàng đế Thành Thái vào khoảng năm 1889 nè. Có một cái bức ảnh trắng đen. Ở bên này giống như là có một cái ban công á mọi người. Wow, view xịn. View xịn quá. Cái ghế này là ghế bánh mây vào thế kỷ 20. Giờ là mình sẽ đi lên cái này, hồi nãy có các bạn hướng dẫn là cái đồi vọng cảnh, nên là mình sẽ đi lên đây thử xem là ở đây, trên đây là sẽ nhìn được cái gì. Trời, mới đi được nửa đường thôi mọi người, đây nhìn một cái view quá trời, đã luôn, đẹp. Cái view nhìn ở đây xuống, tiền triệu. Đúng nghĩa là đồ vọng cảnh không mọi người. Đó. Mình sẽ lên cái bậc thang trên này nữa. Ở đây nhìn thấy được cái Bạch Dinh luôn. Đây, hình như cái này là để cái đồ vọng cảnh nè. Và mọi người thấy cái cảnh chưa? Đã thì thôi nhé luôn á mọi người. Cảnh quá đẹp luôn. Hồi xưa mà là muốn nhìn được những cái cảnh này là chỉ có vua chúa nhìn thôi, chứ mà người bình thường làm gì nhìn được mấy cảnh này trời. Và bây giờ thì tụi mình sẽ tạm biệt Bạch Dinh nhé. Và mời mọi người cùng đi ăn tối với gia đình mình nha. Buổi tối ngày thứ hai ở Vũng Tàu thì gia đình mình chọn ăn quán Cô Ba Vũng Tàu nha mọi người. Theo như quan điểm và khẩu vị riêng của mình thì mình thấy quán này làm bánh khọt cũng tạm được nha mọi người. Bánh khọt ở đây thì cái bột bánh thì họ làm hơi dày một chút xíu. Mình có gọi là nhân thịt nè và nhân tôm. Và theo như đánh giá và khẩu vị của mình thì mình thấy bột bánh ở đây hơi dày và ăn có phần hơi nhén nha mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì bù lại rau ở đây rất là tươi luôn. Và nước mắm ở đây thì khá là đậm đà nha mọi người. Và mình sẽ quay cái menu cho mọi người cùng xem để mà tham khảo nhé. Và buổi tối ngày thứ hai ở Vũng Tàu thì gia đình mình cũng lại tiếp tục đi ra biển để vào biển và uống sữa đậu nành nè. Và sau đó là sẽ ăn tàu hũ trân châu nha mọi người. Buổi sáng ngày thứ ba thì gia đình Mon tiếp tục khám phá Vũng Tàu nè mọi người. Và mọi người đừng vội tắt kênh của Mon nha, và Mon sẽ review những gì mà Mon đã được trải nghiệm tại Vũng Tàu nha. Và lúc tầm khoảng 8 giờ sáng thì gia đình Mon quyết định đi ăn bánh canh nè, bánh đa, bún bề bề nè. Và theo như khẩu vị riêng và cái đánh giá quan điểm riêng của Mon thì mình thấy bún ở đây rất là ngon nha mọi người. Bánh canh nè, bánh đa nè, nhìn thôi là cũng đã bắt mắt rồi. Còn bên cạnh đó là vị nước lèo ở đây là rất là thanh đạm luôn nè. Và vẫn giữ được cái độ ngọt của vị hải sản nha mọi người. Và theo như mình biết thì quán này là đa phần là người dân địa phương sẽ chọn quán này ăn nha mọi người. Bên cạnh đó thì giá cả rất là hợp lý luôn nè. Và điểm dừng chân tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn một quán cà phê sát bên bờ biển luôn. Và không gian của quán này mình nói thật là cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ chill luôn nha mọi người. Và mình sẽ quay một vòng về quán cà phê này để cho mọi người cùng xem nha.
khi đến với Vũng Tàu thì mình không thể bỏ qua cái món bánh bông lan trứng muối. Và mình có một người quen trong gia đình là giới thiệu một cái tiệm bánh Nguyễn Hoàng Bakery này. Và mình nghe nói đâu là cái tiệm này là người dân địa phương mua bánh ở đây rất là nhiều luôn nha. Và sau khi mua bánh xong thì mình ngồi edit video lại thì là mình thấy bánh ở đây đúng chuẩn là rất là ngon nha mọi người. Nếu như mà mọi người có dịp cơ hội thì có thể ghé đây để mà mua bánh nha. Sau khi mua bánh bông lan xong thì nhà mình lại tiếp tục đi ăn bánh donut nha mọi người. Và cửa tiệm donut này là donut Nga, là cũng khá nổi tiếng ở Vũng Tàu luôn. Và đây là menu của quán nha mọi người, thì mình thấy giá cả ở đây rất là hợp lý luôn nha. Một cái bánh donut đây thì giá tầm khoảng là 5.000 đến 10.000, nếu như mà các bạn mua combo là 45.000 nha. Giờ mình ăn thử cái donut Nga này nha mọi người. Ok. Cái đó là vị gì vậy? Đường trắng. Cái này là vị đường trắng. Rồi, cho chỉ có 5.000 một cái thôi mọi người. Xin sneak review đi nè. Bánh donut nóng giòn, rất là thơm, ngọt ngọt vị đường. Cái này là đường xay nha mọi người. Rất là ngon luôn. Còn bạn này ăn vị gì vậy? Cái này là đường quế mọi người. Đường quế mọi người. Đường quế thì là 6.000. Ok, 6.000. Ngoài nóng, ngoài kia ngoài nóng, siêu nóng luôn. Siêu nóng luôn hả? Ừ. Đây, cái mùi thơm, thơm nứt xe luôn á. Và sau tầm khoảng 3 ngày 2 đêm cho chuyến đi Vũng Tàu này, thì Mon và gia đình lại trở về với Sài Gòn đây. Và Mon cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Và nếu như mọi người thấy thích video này thì xin cho Mon một cái like nè, subscribe nè và chia sẻ nha mọi người. Và cho Mon thêm những bình luận góp ý để Mon có thể cải thiện thêm cho chất lượng của video nha. Và hẹn mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.